Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với phần 5 của tự học sáo điện tử tại nhà. Và ở phần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ thuật gọi là kỹ thuật luyến nốt. Đây ví dụ như này. Nếu như mình thổi không có luyến nốt thì nó sẽ như này nhé. Đó, còn nếu như mà mình mà luyến nốt thì nó sẽ như này này. Đó, nghe nó sẽ mềm mại hơn rất là nhiều. Thì ở những cái giai điệu nào mà nó du dương mà các bạn muốn thổi nó du dương hơn một chút, nó mềm mại hơn một chút thì sẽ sử dụng kỹ thuật luyến nốt. Ví dụ như là nốt thổi nốt pha này ha. Thì thay vì mình thổi thẳng ở nốt pha như này. Ví dụ đồ re mi fa này ha, luyến ở nốt pha nhá. Đồ re mi fa nó sẽ như này. Thổi thẳng này. Đó, còn nếu như mà luyến có thể luyến từ nốt mi lên nốt pha sẽ như này nhá. Đó, luyến từ nốt mi lên nốt pha hoặc là luyến từ trên xuống cũng được, từ nốt son xuống nốt pha cũng được. Ví dụ là đó, thì các bạn sẽ luyến kết hợp với kỹ thuật đánh lưỡi đơn nhé. Đây, ví dụ này. Đó, mi pha thì các bạn đánh đánh lưỡi ở cái nốt mi và luyến lên nốt pha. Đó, như này. Đó, này. Đó, kết hợp với kỹ thuật đánh lưỡi đơn thì sẽ là như vậy. Và luyến từ trên xuống, ví dụ son, pha cũng như vậy. Đó, ví dụ như là có một cái bài, ví dụ như là bài Tây Vương Nữ Quốc. Tây Vương Nữ Quốc các bạn cũng có thể sử dụng luyến nốt được nhé. Ví dụ như này. Đó, chúng ta chụp luyến nốt này. Ta, ta, đô, rê, mi, pha. Đó, nó luyến là mi, pha. Nếu thổi thẳng nó sẽ là đô, rê, pha, son, la, mi, rê, đô, rê. Đó, mình luyến nốt thì có thể là đô, rê, mi, pha. Đấy. Đấy. Mi, rê, đô, đô, rê. Đấy, các bạn luyến một chút thì nó sẽ mềm mại và nó du dương rất là nhiều. Thổi thẳng này, thổi thẳng vào bài Tây Vương Nữ Quốc như này này. Đó, còn nếu như mà các bạn mà luyến nốt thêm một chút thì sẽ như này nhé. Đấy. Đó, thì cái kỹ thuật luyến nốt này sẽ làm cho cái giai điệu mình nó mềm mại hơn rất là nhiều. Thì tùy từng trường hợp thì các bạn có thể luyến từ dưới luyến lên, ví dụ nốt pha thì có thể mi pha. Đó, hoặc là có thể là son pha. Đó thì tùy theo các bạn nhé. Miễn sao mà các bạn cảm thấy nó hay là được. Bây giờ bài giấc mơ trưa đi. Ví dụ như là bài giấc mơ trưa sẽ có cái nốt đầu tiên là luyến luôn này. Ví dụ, có thể là luyến như này. Rê mi rê đô, rê mi, đúng của nó ra là mi rê đô rê son. Thì bây giờ mình có thể là rê mi, rê mi, rê đô, rê son, rê, rê pha son. Đó, đúng không? Thổi thẳng nó sẽ như này. Đó, thì bây giờ mình thêm một chút luyến mà thôi, nghe, nghe rất là khác luôn. Ví dụ nhá, thay vì mi, rê, đô, rê, son thì có thể là rê mi rê đô rê fa son. Đó. Đó, rê rê son. Rê son đô đô đúng không? Thì có thể là mi rê rê, thay vì là rê son đô đô thì mình có thể mi rê son đô đô mi rê. Đó, cái đó mi rê là các bạn là đoạn luyến nhá. Này. Thế vì nào thì các bạn sẽ luyến là nốt rê là mi rê son đô đô mi rê son rê rê. Đấy.
đấy, rê rê là đô rê rê, đô rê rê. Đó, nó sẽ luyến như vậy. Đó. Đó, đây ví dụ ở đoạn này có cái nốt la này. Nốt la này thì các bạn có thể luyến từ nốt son lên. Son la cũng được, hoặc từ si la cũng được, hoặc các bạn thổi thẳng cũng được, miễn sao các bạn thấy hay đấy nhá. Đấy, thổi thẳng thì nó sẽ như vậy. Đấy, hoặc là luyến từ dưới lên này. Đó, đây là luyến từ dưới lên này. Bây giờ luyến từ trên xuống nhé. Đó, tức là cái vấn đề mình luyến từ dưới lên này, luyến từ trên xuống hay là mình thổi thẳng ấy, thì nó không có một bất cứ một cái công thức nào cả. Tức là miễn sao các bạn thấy hay thì các bạn có thể luyến theo cách của các bạn nhé, miễn sao các bạn thấy hay thôi. Đó. Nhưng mà những cái lúc mà mình thổi cái giai điệu nó du dương một chút thì mình nên luyến nốt thì nó sẽ mềm mại, nghe nó mềm mại hơn rất là nhiều. Còn những cái giai điệu vui tươi thì các bạn có thể thổi không luyến, tức là các bạn thổi nốt đơn thôi và đánh lưỡi đơn thôi. Ví dụ như là cái bài như ở video trước thì mình có hướng dẫn cái bài Như Có Bác Trong Ngày Vui Đại Thắng ấy, thì cái bài đấy mình không cần luyến. Ví dụ như là như này. Đó, bởi vì là cái giai điệu nó rất là vui tươi thì mình sẽ thổi từng nốt đơn thì cái nốt nó sẽ nảy lên thì nghe nó sẽ khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Còn những cái giai điệu mà nó du dương một chút thì các bạn lên luyến nốt nhé. Đấy. Đấy, luyến đấy, đố rê rê. Đấy, mi rê đô đấy, son la. Đấy, luyến đấy. Rê rê mi. Và luyến từ trên xuống đấy. Đó, và đó là kỹ thuật luyến nốt. Tùy xem nếu như các bạn cảm thấy luyến từ dưới lên hay luyến từ trên xuống thấy hay hơn thì các bạn có thể áp dụng nhé. Một là các bạn có thể thổi thẳng, hai là có thể luyến từ dưới lên, mượn nốt ở dưới lên, ví dụ là fa son hoặc là mi fa. Đó, còn một cách nữa là các bạn phải luyến từ trên xuống. Đấy, thì tùy vào các bạn nhé. Nếu như các bạn cảm thấy cách nào mà các bạn thổi cảm thấy hay thì cứ sử dụng cách đó thôi. Ok, cảm ơn các bạn.